Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp sáng nay đã tổ chức hội thảo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Qua đó nhằm khẳng định vai trò tầm quan trọng trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu được thông tin về tình hình chuyển đổi số của tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều tham luận cũng đã được trình bày nội dung xoay quanh thực trạng và giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ở tỉnh Đồng Tháp, phân tích những kết quả đạt được, những tiềm năng, lợi thế để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong ngành sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển trong thời gian tới.